nếu mà đô thị giá nó phá vỡ qua được mức kháng cự ema thì Bitcoin là mình nghĩ rằng nó sẽ có một cái lực tăng rất là mạnh và nó hoàn toàn là cái lực tăng này có thể kiếp tiếp cận được đến cả khu vực 46 và khu vực 50.000 đô Ok xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với cả cái video phần 2 thì ở trong cái video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số những cái thông tin liên quan tới cái diễn biến giá ở trên cái trạc đồ thị của bitcoin thì các bạn nếu như các bạn theo dõi cái video mình đăng tải vào hôm thứ hai khi mà mình cập nhật đầu tuần thì các bạn thực sự là cũng không quá bất ngờ với cái nhịp điều chỉnh giảm này của bitcoin vì chúng ta cũng đã có phân tích khá là kỹ về cái kịch bản này trong cái video trước rồi và hiện tại thì nó đang đi khá là chính xác so với cả kịch bản này thế nên là trong video ngày hôm nay mình sẽ cập nhật tiếp cho các bạn cái xu hướng nó tiếp theo nó sẽ diễn ra như thế nào thì uh, ok có một trước khi đi vào video thì có một số bạn có uh, comment và có nhắn họ có có chia sẻ với mình đó là uh, ở cái thời điểm hiện tại thì uh, tại tại sao ở cái mức giá uh, 30 000 đô các uh, mình lại không bảo mọi người mua hay là mức giá 40 000 đô mình không bảo mọi người mua. Thực ra là các bạn những cái bạn mà đặt cái câu hỏi này thì các bạn không theo dõi kỹ những cái video chia sẻ của mình. Tức là sao mình chia sẻ rất là rõ cái target khi mà cái video cái, cái, cái trong cái video mà khi mà giá nó chạm xuống 30.000 mình chia sẻ rất là rõ là hoàn toàn Bitcoin từ cái vùng này nó sẽ có một cái sóng hồi và sóng hồi này thậm chí là nó có thể lên được vùng 40.000 hoặc thậm chí là vùng 50.000 thì đó thì tại sao chúng ta lại không mua ở cái vùng đó tức là như thế này các bạn nếu nhưng mà các bạn gọi là giao dịch theo cái phong cách và các bạn có những cái lợi nhuận à, 20 30 40 phần trăm các bạn vẫn có thể mua các bạn vẫn có thể giao dịch bình thường và bản thân mình nó cũng đang à, giao dịch như vậy đó, còn mình chia sẻ với mọi người, đó là ở cái thời điểm hiện tại 30 40 ngàn nó chưa phải là một cái vùng mua thực sự là quá tốt để mọi người hâu uh, trong dài hạn trong nhiều năm. Đó, ý ý mình là như vậy. Chứ còn ở uh, nếu như các bạn đánh scalp, nếu như các bạn đánh gọi là có những cái target ngắn thì các bạn hoàn toàn vẫn có thể giao dịch tốt được ở cái thời điểm hiện tại và ở trong những cái video trước khi mà mình chia sẻ cho mọi người, mình đã cũng đã có phân tích những cái xu hướng những cái vùng mua những cái vùng bán thực sự nó là rất là, là rõ ràng. À, thế nên là mọi người có thể là mọi người follow mọi người tham khảo mọi người follow theo những cái kịch bản đó để mọi người giao dịch là hoàn toàn là ok còn trong cái trường hợp mà mọi người muốn gọi là mua để mà hâu dài hạn ấy, thì mọi người hoàn toàn có thể À, chọn mua từ thời điểm hiện tại cũng ok nhưng mà mọi người phải có được một cái dự trù về tài chính nếu trong cái trường hợp mà giá nó giảm sâu mọi người có tiền tiếp để một người DCA, mọi người DCA dần 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 thì nó mới là một cái à, chiến lược nó thực sự là nó nó hiệu quả đúng không ạ? Còn thời điểm hiện tại nó vẫn đang là cái thời điểm mà sóng đang là sóng rất là đẹp, sóng tăng, sóng hồi, chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng được những cái con sóng này để mà có thể kiếm được lợi nhuận đúng không ạ? Ok thì uh, đến với cả cái uh, trạc đồ thị ở trên khung weekly <laughs> thì con có thể thấy là cái thanh nến tuần này nó bị cản tại cái khu vực Fibo là Fibo 0.382 và đây cũng là cái điều mà mình đã chia sẻ với mọi người ở trong cái video số 503 rồi. Tuy nhiên thì độ tỷ giá nó vẫn đang được đỡ bởi một số những cái ngưỡng hỗ trợ rất là là, là tốt. Đầu tiên thì các bạn có thể thấy là cái nến nó có cái tín hiệu rút dâu khi mà nó chạm đến cái đường EMA9. Nếu như mà nến tuần này đóng cửa ở trên mức 39.000 đô hoặc là thấp nhất là đóng cửa ở trên mức EMA9 tức là mức 37.700 thì chúng ta sẽ có một cái tín hiệu xác nhận là Bitcoin sẽ thành công trong cái việc phá vỡ qua cái ngưỡng kháng cự EMA9 và biến đây trở thành một cái vùng hỗ trợ mới của Bitcoin và để mà tiếp tục cái con sóng hồi này thì đồ thị giá nó sẽ cần phải vượt qua được cái đường EMA21 thì cái đường trung bình EMA21 là một cái đường kháng cự rất là quan trọng ở trong cái giai đoạn mà Bitcoin đi vào cái downtrend sau khi mà nó đạt đỉnh gọi là on time high ấy, đỉnh cao của những cái đợt uptrend. Thì chúng ta sẽ quay trở lại cái đợt là Bitcoin downtrend năm 2018. Thì các bạn có thể thấy là cái sóng hồi của Bitcoin nhiều lần bị cản lại tại cái đường kháng cự này và sau đó nó đảo chiều giảm, Cứ mỗi một lần mà Bitcoin cố gắng phục hồi để mà test lại cái đường kháng cự này thì cái lực tăng của Bitcoin lại giảm và cuối cùng khi mà lực mua không thể nào mà đẩy Bitcoin qua được cái vùng này thì Bitcoin sau đó nó sập rất là mạnh. Và cái điều tương tự nó cũng xảy ra vào năm 2013 khi mà giá rất nỗ lực phục hồi nhưng mà nó cũng đã bị cản lại tại cái đường EMA 21 và đi xuống. Và từ cách đây một tháng thì mình cũng đã có lưu ý với các bạn về cái vai trò của cái đường EMA 21 ở trên khung tuần rồi. Và hiện tại thì các bạn có thể thấy là cái thanh nến tuần này nó đang dao động quanh cái đường EMA 21 và chúng ta sẽ cần cái tín hiệu cái nến tuần này kết thúc để xem là cái phản ứng của đồ thị giá với cái đường kháng cự này nó sẽ là như thế nào. Nếu mà đồ thị giá nó phá vỡ qua được mức kháng cự EMA 21 thì Bitcoin là mình nghĩ rằng nó sẽ có một cái lực tăng rất là mạnh và nó hoàn toàn là cái lực tăng này có thể tiếp tiếp cận được đến cả khu vực 46 và khu vực 50.000 đô. Mình đã chia sẻ với các bạn ở trong cái video 503 về cái khu vực này rồi đúng không ạ? À, ngược lại thì nếu mà không vượt qua được thì Bitcoin sẽ kết thúc cái sóng hồi và điều chỉnh từ cái khu vực này. Tuy nhiên ý, bản thân mình thì mình nghĩ rằng là Bitcoin sẽ còn một cái lực tăng lên tiếp và sẽ phản ứng tiếp với cả đường EMA 21 ở trong tương lai và cái mức target từ 40 cho đến 50.000, 46 mươi 000 đô mình nghĩ là Bitcoin sẽ có thể đạt được trong cái sóng hồi lần này. Và khi mà Bitcoin tăng trưởng trong trong cái sóng hồi này thì các bạn đều biết là những cái altcoin cũng sẽ tăng trưởng theo, thế nên là các bạn hoàn toàn có thể tận dụng được những cái con sóng này để mà các bạn có thể trade altcoin sẽ có những cái lợi nhuận rất là tốt. Tuy nhiên mình vẫn luôn luôn nhắc nhở mọi người rằng là cái con sóng này nó khả năng cao nó sẽ chỉ là một con sóng hồi mà thôi thế nên là khi mà mọi người vào mọi người có lợi nhuận mọi người phải biết cái cách để mà cash out đúng không ạ mọi người phải biết cái cách để chốt lãi à, có thể là mọi người nếu mà muốn uh, lãi nhiều hơn nữa thì mọi người chốt uh, phần gốc ra mọi người giữ cái phần lãi để mọi người uh, giao dịch thôi tránh cái trường hợp là mọi người bị phô mô bị cuốn vào thị trường cứ bị cuốn bị cuốn bị cuốn như thế kể cả thị trường có lên 60 hay là 70 ngàn mà mọi người không cash out ra thì chắc chắn là sớm muộn thì khi mà thị trường điều chỉnh mạnh thì khi mà thị trường sập thì mọi người cũng sẽ mất hết cái số tiền lãi mà mọi người đang có đó là cái lý do tại sao mà mình luôn luôn nhắc nhở mọi người là trong những cái trường hợp trong những cái hoàn cảnh như thế này mặc dù chúng ta vẫn đã có những con sóng tăng rất đẹp nhưng mà chúng ta phải có cái kế hoạch làm thế nào để mà chốt lãi sao cho nó hợp lý tránh cái trường hợp mà chúng ta bị bị quá cuốn vào thị trường thì nó sẽ không sớm thì muộn mọi người cũng sẽ sẽ phải trả giá về cái vấn đề đó thì cái kịch bản nào là cái kịch bản mình thiên về nhiều hơn thì mình sẽ chia kể kỹ cho mọi người mọi người có thể lắng nghe ở trên cái trường hợp là nhiều bạn bảo mình là phân tích không xuống thì lên nó thực ra là không phải như vậy chắc đúng là thị trường nó sẽ không xuống thì lên cái vấn đề ở đây là chúng ta bằng cái kinh nghiệm chúng ta nhìn xem là cái phần trăm của cái trường hợp nào nó xảy ra nhiều hơn làm sao mình có thể chắc chắn rằng là 100% là thị trường sẽ lên được làm sao mình có thể chắc chắn 100% là thị trường sẽ xuống quan trọng là mỗi cái kịch bản chúng ta đề ra chúng ta sẽ có những cái gọi là phương pháp có những cái đối sách thì chúng ta sẽ nhận định được là kịch bản nào nó có khả năng xảy ra nhiều hơn và chúng ta sẽ chuẩn bị như thế nào cho cái trường hợp mà cái kịch bản chúng ta đề ra nó không đi theo đúng như những gì tôi suy nghĩ, đúng không ạ? thì mình nghĩ rằng là cái kịch bản giá nó vượt qua đường EMA21 trong sóng hồi lần này là kịch bản có khả năng cao uh, sẽ xảy ra nhiều hơn. Uh, tại sao mình nói như vậy thì mình sẽ dựa vào những cái phản ứng của Bitcoin trong lịch sử. Uh, thì những cái sóng hồi đầu tiên của Bitcoin là cái thời điểm mà Bitcoin có cái lực tăng uh, mạnh nhất và dễ có cái khả năng là cắt lên trên đường EMA21 nhất. Điều này thì là cái điều mà đã xảy ra ở trong cái sóng hồi diễn ra vào tháng 2 năm 2018 Và đồ thị của Bit cũng đã có vài cái thanh nến vượt lên trên cái đường hỗ trợ e 21 Và trên cả những cái chỉ báo thì các bạn cũng có thể thấy là Bitcoin nó vẫn đang còn cái lực tăng tiếp Thứ à, nhất là chỉ báo NVT thì vẫn đang duy trì màu đỏ Thể hiện là Bitcoin nó vẫn đang trong cái xu hướng tăng Hả? Cái đường Stock RSI thì đường phần trăm K nó đã cắt lên trên đường phần trăm D Và hai đường đồ thị này cũng đã rời khỏi khu vực quá bán và đồ thị MACD cũng sắp hình thành cái tín hiệu giao cắt và nếu cái tín hiệu giao cắt xảy ra thì giá nó sẽ vẫn còn một cái lực tăng trưởng tốt trong cái thời gian tới. ạ OK, đó là những cái tín hiệu ở trên khung uh, weekly thì uh, bây giờ mình sẽ chuyển sang cái khung thời gian uh, daily khung ngắn hơn để mọi người có thể uh, có thể uh, có những cái kế hoạch và lệnh uh, swing trading hoặc mọi người có thể đánh scalp trong những ngày tới. Thì sau khi 4 ngày liên tiếp hình thành những cái cây nến giảm thì vào ngày hôm qua thì Bitcoin đã uh, có một cái dấu hiệu tăng giá trở lại khi mà tiếp cận đến cái đường EMA 9 trên khung ngày. Tuy nhiên thì mình vẫn giữ cái nhận định đó là Bitcoin sẽ có thể là điều chỉnh về cái khu vực hỗ trợ à 34.000 nhiều hơn. Cái mức hỗ trợ tạm thời mà Bitcoin xác nhận tại khu vực 38.000 nó không phải là cái khu vực mà có nhiều cái tín hiệu hỗ trợ ở trong quá khứ. Điều đó có nghĩa là cái lực đẩy lên ở cái khu vực này nó không thực sự là quá mạnh và đồ thị giá nó sẽ khó có khả năng là bật uh, bật lên ngay từ cái khu vực này. Thế nên là mình nghĩ rằng là để mà Bitcoin có thể có được một cái xu hướng tăng mạnh hơn sắp tới Thì cái việc mà điều chỉnh về cái khu vực tầm khoảng 34 hoặc là 35 ngàn là cái điều cần thiết Và đây cũng chính là cái khu vực gọi là cái đường MA50 mà mình cũng đã chia sẻ với mọi người rồi thì mình khá là chờ đợi Khi mà Bitcoin rời vùng này nó sẽ có một cái xu hướng hồi lên Và cái xu hướng hồi này mình kỳ vọng là sẽ phá vỡ được cái khu vực 40 ngàn đô một cách Uh, thành công đó thì ở trên uh, trên cái nhóm telegram thì mình sẽ uh, thiên về những cái lệnh short về cái khu vực này nhiều hơn trong những cái ngày tới và mình sẽ uh, có những cái tín hiệu đăng lên trên nhóm này cho mọi người có thể follow nếu như mà bất có có bất cứ những cái thay đổi gì mình cũng sẽ uh, cập nhật ở trên cái nhóm telegram để mọi người có thể theo đúng không ạ trong những ngày gần đây mình vẫn uh, cập nhật rất là thường xuyên ở trên nhóm để mọi người có thể giao dịch mọi người chỉ cần uh, tuân thủ đúng những cái uh, tín hiệu mình đưa ra cộng thêm một chút những cái kiến thức về gọi là quản lý vốn là mọi người giao dịch đã uh, hết sức là, là là tốt hết sức là thành công rồi bởi vì cái thời gian uh, gần đây mình đưa những cái tín hiệu có cái tỷ lệ thắng nó rất là cao. Uh, thế nên những các bạn nào mà không gọi là không 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 chốt được lãi ở trong cái thời gian này nó sẽ thực sự là là khá là đáng tiếc bởi vì sóng hiện tại nó đang đi khá là dễ để chúng ta chơi uh, Và chứ, tuy nhiên thì không có gì đảm bảo rằng là sang tuần tới, sang tháng tới nó sẽ dễ như vậy. Mọi người cũng đều biết là khi mà chúng ta đi vào cái trạng thái sideways như cách đây tầm một tháng ấy nó rất là khó đánh, đúng không ạ? Thời điểm hiện tại là cái thời điểm mà sóng đang khá là rõ và chúng ta không tranh thủ đánh tốt ở cái thời điểm này thì đến khi mà thị trường sideways rồi thì chúng ta cũng sẽ giao dịch thực sự nó sẽ không hiệu quả. Thì mình sẽ tiếp tục là cố gắng là cập nhật cho cho mọi người để mọi người có thể follow được những cái tín hiệu mà mình đánh. OK thì đó là những cái thông tin mà mình muốn cập nhật với các bạn ở trong cái video phân tích ngày hôm nay thì uh, các bạn hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh và đánh quả chuông bên cạnh để trong thời gian tới uh, thị trường có bất cứ cái thay đổi gì mình sẽ có những cái video cập nhật ngay để mọi người có thể uh, kịp uh, tham khảo đúng không ạ? OK, uh, cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video này và xin hẹn gặp mọi người ở video sau. Xin chào.